Cậu biết tao là ai không? Mày có biết tao là ai không? Mày biết không? Biết không? Mày có biết tao là ai không? Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang gặp lại nhau trong câu chuyện văn hóa. Mày có biết tao là ai không? Câu nói hách dịch trịch thượng này rất tiếc đang trở thành câu cửa miệng của một bộ phận không nhỏ những người tự cho mình có thế và lực trong xã hội. Bị cảnh sát giao thông kiểm tra khi vi phạm, đỗ xe sai quy định, thậm chí đổ rác không đúng vị trí. Doanh nhân, công chức, tài xế hay cầu thủ vi phạm sẵn sàng thốt lên, mày biết tao là ai không? Và đặc biệt là khoang hạng sang trên máy bay, nơi chỉ dành cho những người có tiền. Mới đây nhất, câu nói này lần nữa gây bão mạng khi bị thốt ra bởi ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Đất Lành, sau khi ông này bị yêu cầu lập biên bản vì có hành vi sàm sỡ một hành khách nữ và cả tiếp viên. Ngày càng xuất hiện những kẻ có tiền, có quyền, cậy quyền thế, cậy quen biết để ức hiếp người khác bất chấp mọi nơi, mọi lúc. Và rõ ràng, văn hóa đang không theo kịp túi tiền. Bạn đã từng nghe câu "Mày biết tao là ai không?" Cuộc trắc nghiệm nhỏ trên trang báo điện tử này đã cho ra kết quả hơn 90% người đã từng nghe, bị nghe. Hóa ra, câu hỏi vốn không phải dùng để hỏi này đang xuất hiện ngày một nhiều trong đời sống xã hội. Chuyện vị đại gia bất động sản Vũ Anh Cường, khách hạng thương gia trên chuyến bay của Vietnam Airlines hồi cuối tháng 7 khi bị tố sàm sỡ một nữ hành khách và tiếp viên trưởng rồi lớn tiếng nạt nộ, không còn khiến dư luận quá ngạc nhiên. Và suốt những ngày qua, cộng đồng mạng dậy sóng phẫn nộ, lên án hành vi quấy rối của một người có tiền, cậy quyền, chính là hồi chuông cảnh tỉnh, cần loại bỏ những hành xử vô văn hóa khỏi xã hội văn minh mà thôi. Không thể nào mà nói một cách hết sức tình cảm chủ nghĩa mà nghĩ bằng bụng như thế được. Ừ thì thôi, người ta đã xin lỗi rồi, thử thì người ta say một tí rượu mà, rồi người ta cũng chân tay thì mình có mất gì đâu, ta đã làm gì ghê gớm đâu, đã tháo áo ra đâu, thí dụ thế, đã lột chân nó ra đâu. Ô hay, sao lại nghĩ thế? Đề nghị bỏ ngay chữ ấy ra khỏi từ điển của sự phát triển, không cưng đựng theo lối lố bịch, hèn hạ, man dợ như thế, và phải đem ra mà xử ấy. Mức phạt kịch khung 10 triệu đồng của Cảng vụ Hàng không miền Bắc dành cho ông Cường có vẻ chưa thỏa đáng khi vẫn còn nhiều câu hỏi đặt ra. Liệu ông Cường có bị cấm bay hay chịu thêm hình thức xử lý nào khác không? Vì dù đưa ra bất cứ lý do nào, kể cả mượn rượu bia để gây rối, xúc phạm phụ nữ nơi công cộng là hành vi không thể chấp nhận được. Sàm sỡ như vậy thì phải được xếp vào loại là quấy rối tình dục và bị xử lý hình sự. Thì một lần bị xử như thế thôi thì sẽ mãi mãi không bao giờ có những trường hợp như thế còn xảy ra nữa. Còn nếu chỉ xử phạt hành chính thì người ta vẫn có thể là người ta không sợ bởi vì người ta không thiếu tiền. Nhưng mà khi mất một chút danh dự thì người ta cũng có thể không sợ. Nhưng khi đã động đến pháp luật về mặt hình sự thì chắc chắn là tính răn đe sẽ cao hơn. Và như vậy nó sẽ ngăn chặn được những tình huống như thế này, phải xử thật là nặng. Có một cái gần như một cái khẩu hiệu ấy là tôi có tiền thì tôi có quyền. Vậy thì ở đây không phải vấn đề là mày có biết là tao là ai không? Vấn đề là mày có biết tao là người có quyền không? Bởi vì tao có tiền. Tất cả những cái loại đấy tôi gọi là loạn về giá trị, về thứ bậc của giá trị trong xã hội hiện đại. Lời xin lỗi trước nạn nhân hay tiền phạt vài triệu đồng, theo nhiều người, không khác gì mức phạt 200.000 đồng cho hành vi quấy rối tình dục trong thang máy. Quả thật, từ trước tới nay, chả ai biết ông Vũ Anh Cường này là ai. Nhưng đến giờ, cả nước đã biết ông ta là ai. Một người có túi tiền đầy, mà túi văn hóa thì rỗng. Sau một năm triển khai luật cấm những hành vi và lời lẽ sàm sỡ, quấy rối cũng như gây gổ, nhục mạ hoặc đe dọa người khác, còn gọi tắt là luật chống quấy rối, ban hành năm 2018, chính quyền Pháp đã xử phạt hơn 700 trường hợp, tất cả là nam giới. Người vi phạm bị phạt nóng lên tới 1.500 euro, tăng nặng trong trường hợp nạn nhân dưới 15 tuổi. Hành vi quấy rối tình dục được coi là một loại tội phạm. Trung Quốc phạt 5 năm tù, tăng nặng nếu phạm tội nơi công cộng hoặc nạn nhân là trẻ em. Ở Mỹ, mỗi bang có quy định riêng. California phạt 10.000 đô, 4 năm tù. New York từ 1 đến 7 năm tù. Tại Anh phạt 10 năm tù. Canada phạt tối đa 14 năm tù. Còn tại Việt Nam, dâm ô trẻ em phạt từ 6 đến 12 năm tù.
nhưng chỉ xử phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng với hành vi có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Tại sao lại có những người lớn miệng như vậy? Phải tự tin vào đồng tiền hay sự chống lưng của quyền lực mạnh mẽ đến mức nào thì một người vi phạm mới có thể ra lệnh hay thách thức nhân viên công vụ như vậy? Đây chính là hệ quả của thói quen ăn bám các quan hệ của mình để chèn ép, đe dọa người yếu thế, mượn danh người khác để ra oai, thậm chí đứng trên cả pháp luật. Không chỉ những kẻ có tiền thiếu văn hóa, nhiều vị có quyền, thậm chí chỉ là công chức cũng tỏ thái độ hách dịch, dọa nạt trịnh thượng với dân. Họ không hề biết rằng cán bộ công chức thì cũng là công bộc của dân. Những người thốt lên câu, mày có biết tao là ai không? Có lẽ chính họ mới đang không biết mình là ai. Đây là cách một công an xã ở Đắk Lắk đối thoại với tiểu thương khi đi dẹp chợ ở lòng đường. Dùng chân đá văng những thau cá, thúng rau, mà theo lý giải của vị cán bộ này là do trách nhiệm với công việc. Còn đây là người tài xế đã bị lãnh đạo của mình là một giám đốc sở thẳng tay tát vào mặt chỉ vì đi nhầm đường. Cũng tự cho mình cái quyền của người bề trên, một lãnh đạo phòng tài nguyên môi trường tỉnh Đắk Nông chẳng ngại xưng hô mày tao với dân khi đi kiểm tra đất đai. Tao kia tao chấp đấy. Thôi bây giờ em gì đâu. Dân này nó đi thì kệ mẹ nó, còn bây giờ chưa có đường là không có đường. Dân mới rót gì đây hết á. Cấp của nhà nước thì dễ hơn cấp của tao không dễ đâu. Nếu không có mạng xã hội thì có lẽ không chỉ cộng đồng không biết họ là ai, mà chính họ cũng không biết mình là ai trước khi bị lên án tẩy chay. Người công chức, viên chức mà coi thường dân thực ra là ngồi nhầm thời đại. Cái thời đại dân chủ pháp quyền thì anh lấy cái tư thế của cái thời đại chuyên chế anh bỏ vào đấy, ngồi nhầm. Hiện nay nhiều cơ quan, nhiều bộ ngành địa phương đều có cả cái gọi là bộ quy tắc ứng xử. Nhưng mà cái việc triển khai hiện nay tôi cho cũng rất là còn mờ nhạt. Thậm chí khi bước ra khỏi công sở hoặc chẳng còn đương quyền đương chức, nhiều cán bộ vẫn không chịu cởi bỏ chiếc áo ảo ảnh quyền lực của mình. Bà Phó Chủ tịch quận Thanh Xuân, Hà Nội tự cho mình cái quyền đỗ xe một mình một kiểu khi đi ăn bún, bất chấp góp ý của người dân. Còn ông tướng về hưu này chẳng ngại đi vượt tốc độ cho phép và chỉ thẳng vào mặt cảnh sát giao thông mắng mỏ. Mẹ tôi quen thối mày, mẹ tao mày cầm một chút nữa là mày chết tao, mày kịp hợp chiều nay rồi mày nghỉ luôn. Tìm kiếm trên Google có hàng chục nghìn kết quả với từ khóa mày có biết tao là ai. Câu cửa miệng này hóa ra của không ít người và hầu hết họ là những người có chức tước hoặc có tiền. Có những người giàu lên rất là nhanh chóng, có khi đánh quả trúng quả, có khi là có mối quan hệ xong rồi là theo cách thân hữu anh giàu cũng rất là nhanh. Nhưng mà phong văn hóa để lên đó này nó cũng theo kịp. Rồi chức tước cũng có thể như vậy, cũng có thể là được cơ cấu, cũng có thể là do 10 năm phấn đấu bằng cơ cấu một giờ đấy là anh lên khá là nhanh và văn hóa nó thật kịp. Nguyên nhân thứ hai đấy thì rõ ràng là cũng phải nói thật là có một bộ phận nó tha hóa, quyền lực nó tha hóa, nhưng mà giàu có cũng tha hóa nếu văn hóa không đi theo. Giàu có là một chuyện, sang trọng là một chuyện. Có lẽ chẳng đâu như ở Việt Nam, người vi phạm giao thông thay vì nộp phạt thì việc đầu tiên là gọi điện cho người thân quen, rồi xin học trái tuyến, xin một suất giường bệnh, xin một chỗ làm. Chừng nào tiền và thế có thể dễ dàng giúp ai đó sống trên pháp luật, bất chấp văn hóa, thì thói hống hách, cậy quyền, cậy tiền vẫn còn đất sống. Chúng ta là quen dựa dẫm hoặc là chúng ta ít khi mà gì ạ, gọi là độc lập tác chiến, thì đấy là một cái thói quen nó rất là tệ. Nếu mà chúng ta cứ dựa dẫm vào người khác thì cái khả năng đứng lên, cái khả năng vươn lên, cái khả năng độc lập giải quyết vấn đề của chúng ta sẽ rất là kém. Thời gian qua, các vụ đại án Thuyết Buôn Vua hay Vũ Nhôm gây rúng động dư luận, không chỉ bởi gây thiệt hại lớn về kinh tế cho đất nước, mà còn bởi nó phơi bày ra ánh sáng mặt trái của những mối quan hệ quyền lực bị mua bán. Lời cuối trước khi tòa tuyên án, Vũ Nhôm thú nhận mình rất xấu hổ và nhục nhã. Có lẽ đó lại là điều đáng mừng khi có những người cuối cùng cũng biết họ là ai. Không phải chỉ có cái câu là mày có biết tao là ai không, mà mày có biết bố tao là ai không, mày có biết là bác tao là ai không, mày có biết chú tao là ai không. Thì càng ngày chúng ta thấy là cái việc này nó càng trở nên là hình thức
Và những cái người mà có những cái phát ngôn hoặc có những cái suy nghĩ như vậy, dùng những cái quyền lực ảo mang tính chất hình thức để mà trốn, gây gọi là sợ hãi cho người khác, hoặc là để trốn những cái lỗi nào đấy của mình, hy vọng rằng là mình có thể bị được bỏ qua cái lỗi đấy, hoặc là chỉ bị xử lý nhẹ nhàng thôi, thì bản thân của họ ấy chính là những cái người mà luôn luôn rất là tự ti, sẽ uốn mình trước quyền lực hoặc là uốn mình trước tiền tài, tự kiêu thái quá, tức là tự gồng mình lên đấy, và như thế hay dựa vào những cái thứ mà cho rằng với cái đó thì có quyền làm tất cả, chẳng hạn như có tí danh, chẳng hạn như có tí tiền, chẳng hạn như có tí quyền, thì luôn luôn dùng cái đó để áp chế người khác, dùng cái đó để thể hiện. Thì cái đó nó gọi là một cái thứ gọi là kiêu căng thái quá. Thế và dùng cái đó để mà coi thường người khác. Rõ ràng là những cái người này không phải là những người ở một cái vị trí rất bình thường trong xã hội. Họ phải có những quyền lực nhất định về mặt chính trị hay là về mặt kinh tế hay là những cái vị trí quan trọng khác. Từ đó thì họ mới xuất hiện được những cái câu nói tương tự như vậy. Khi nó đã thể hiện ra lời nói ấy, tức là nó đã được có ở trong nhận thức rồi. Và khi đã có nhận thức rồi, nó chuyển thành lời nói và nó chuyển thành hành động. Cái này nó trở thành thói quen, và cái thói quen này thì vô cùng nguy hiểm trong xã hội. Khi mà ai cũng muốn nhấn mạnh về cái tôi của bản thân mình, muốn sử dụng cái tôi của mình như một thứ quyền lực. Đã và đang hình thành những nhóm lợi ích, trong đó người có quyền lực và một số cá nhân trong hoặc ngoài hệ thống có những quan hệ nhằng nhịt về kinh tế. Điều này dẫn đến tình trạng bàn phát quyền lực. Chúng ta sẽ thấy thuyết buôn vua, Vũ Nhôm hay những doanh nhân đứng trên cả pháp luật ở khắp mọi nơi. Đã đến lúc từ chỗ không biết mình là ai, những kẻ có quyền, cậy quyền thế với hành vi vô văn hóa đứng trên cả pháp luật cần phải biết mình là ai. Rất nhiều trường hợp bị xử lý vì lạm dụng quyền thể hiện cái tôi, ảnh hưởng đến văn hóa cộng đồng. Câu chuyện ở cả nước ta và cả ở xứ người. Hạt mắc ca nổi đóa là tên gọi mỉa mai khi dư luận nói tới bê bối năm 2014 của Cho Hyun-ae, khi ấy là phó chủ tịch hãng hàng không Korean Airlines. Bị phục vụ những hạt mắc ca sai cách trên khoảng thương gia, nữ phó chủ tịch nổi giận bắt tiếp viên quỳ xuống chất vấn và ép cả chuyến bay đang trên đường về Hàn Quốc quay đầu lại New York để đuổi tiếp viên khỏi máy bay. Sau sự việc, Cho Hyun-ae bị miễn toàn bộ chức vụ và bị kết án 1 năm tù vì vi phạm an toàn bay. Bộ trưởng Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên Mexico González Blanco đã nộp đơn từ chức ngay sau khi bị chỉ trích là một chuyến bay thương mại trì hoãn hơn 30 phút để chờ bà. Bà viết trong đơn từ chức: "Tôi không có lời nào biện hộ, không ai có đặc quyền đặt lợi ích của bản thân lên trên số đông." Từ việc là chúng ta không có hình thức chế tài xử phạt nghiêm này, từ cái việc là chúng ta một cách ngầm ẩn hay là một cách thể hiện rõ ràng là chúng ta chấp nhận những câu chuyện đó, dẫn đến việc là nó không chỉ tồn tại như một thói quen của một số người nhóm nhỏ nữa, mà nó được sử dụng tương đối rộng rãi trong xã hội. Người trẻ họ nhìn thấy rằng cái hành động như thế này mang lại những cái hiệu quả nhất định ở trong một số hoàn cảnh, và chính vì vậy cho nên là cũng đã định hướng giá trị sai cho thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ dường như là bắt đầu là coi trọng về mặt tiền tài hơn, coi trọng về một cái hình thức bề ngoài hơn, và coi trọng về những cái mối quan hệ mang cái tính chất là quyền lực hơn. Họ sợ trước quyền lực. Bông lúa chín là bông lúa cúi đầu. Những người có phẩm hạnh là những người khiêm nhường nhất. Những người khiêm nhường, nếu chúng ta thấy một đức hòa thượng nào cao cả, người ta thì khiêm nhường đến bao nhiêu. Càng khiêm nhường thì người ta lại càng cao lên. Thì đấy là cái mà giá trị ta xã hội ta nên hướng tới. Còn nếu chúng ta khủng đúng trước người giàu, chúng ta khủng đúng trước người có chức có quyền ấy, thì cuộc sống của ta mà tốt đẹp được. Người có chức có quyền chúng ta có sự trân trọng, nhưng chúng ta không buộc lòng phải khủng đúng, bởi vì chúng ta công bằng, vì đứng trước pháp luật chúng ta đều như nhau. Nhiều người nghĩ rằng sống trong những căn hộ hiện đại, những biệt thự sang trọng, dùng hàng cao cấp hay đi máy bay hạng thương gia là họ đã trở thành người văn minh rồi. Văn minh thực ra không đến từ những thứ hàng hóa đó, mà đến từ cách sống văn hóa, tôn trọng pháp luật, đến từ ý thức, tư duy và những hành xử của con người. Có rất nhiều doanh nhân Việt Nam và thế giới có tiền, quyền và danh, nhưng sống khiêm nhường, văn hóa, cống hiến và lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng.
bởi hơn ai hết, họ hiểu giá trị nằm ở đâu. Những câu chuyện giản dị sẽ khép lại câu chuyện văn hóa hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Vạn thế sư biểu, người thầy chuẩn mực muôn đời của Việt Nam. Dân chúng đã suy tôn Chu Văn An như thế. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Chu Văn An tính cương nghị, thẳng thắn, sửa mình trong sạch, không cầu lợi lộc. Dù nổi tiếng tinh thông, nhưng mục đích cao nhất của ông không ngoài giáo kính, giáo trung, giáo văn, nghĩa là dạy sự cung kính, trung hậu và văn nhã. Nhờ đó mà nhiều thế hệ học trò của thầy Chu đã trưởng thành xuất chúng. Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn đặt phương pháp tư duy của mình xoay quanh 4 không, 5 cần. Tránh nhất thói tự kiêu tự mãn, cần nhất tính khiêm nhường. Với võ đại tướng, khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ. Phía sau thiên tài quân sự là một con người giản dị, đời thường. Ông trở thành vị đại tướng trong lòng dân, của nhân dân. Chu Văn An, Nguyễn Trãi, Đức Vua Trần Nhân Tông, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành những mẫu hình đại diện cho văn hóa dân tộc. Những con người giản dị, những nhân cách lớn. Thời xưa đến nay vua chúa thì rất nhiều, nhưng có ai người ta nhớ ông nào làm vua thời nào đâu, mà người ta chỉ nhớ tới những cái người mà để lại cho đời những cái giá trị, những cái danh tiếng, mà cái đó phần nhiều là những cái đóng góp từ những danh nhân mà luôn luôn muốn giống mình thì người ta lại nhớ. Còn sinh thời những ông vua, những người giàu mà luôn luôn thể hiện mình rằng mình có cái gì đó hơn người trong 3 thứ, nào là danh vọng, nào là quyền lực, nào là tiền tài đấy, thì cái những người đó nếu có lưu danh đấy thì chỉ là lưu những cái tiếng xấu mà thôi. Nhìn ra thế giới, nhiều doanh nhân tỷ phú được ngưỡng mộ không chỉ bởi tài năng xuất chúng mà còn bởi triết lý sống đẹp. Bill Gates, chủ tịch tập đoàn Microsoft, Warren Buffett, chủ tịch hãng đầu tư Berkshire Hathaway, Mark Zuckerberg, ông chủ mạng xã hội Facebook, Amancio Ortega, ông chủ thương hiệu thời trang Zara, hay Carlos Slim Helu, tài phiệt viễn thông Mexico. Những người giàu nhất thế giới nhưng lại luôn khiến giới truyền thông thất vọng khi không moi được thông tin đắt giá nào về độ chơi sang thường thấy của giới thượng lưu. Warren Buffett không chi quá $4 cho bữa sáng của mình, dành 90% tài sản cho hoạt động từ thiện. Ông đã thuyết phục được 127 tỷ phú quyên tặng hơn một nửa tài sản tích góp được. Có 90 tỷ đô la Mỹ, Bill Gates đã làm từ thiện 41 tỷ đô la Mỹ, là tỷ phú truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất cho toàn thế giới về những dự án từ thiện cho người nghèo. Mark Zuckerberg và vợ anh đã cam kết tặng 99% cổ phần Facebook để làm từ thiện suốt đời. Với những doanh nhân văn hóa này, cách sử dụng hữu ích nhất phần tài sản chính là trả lại chúng cho xã hội. Những người thành công thực sự là những người mà ít nói, họ chỉ biết hành động, không có khoa trương, không có sử dụng những ngôn từ mỹ miều để nói về mình hay nói về doanh nghiệp của mình. Họ rất là thực tế. Và cái quan trọng nhất là họ tạo được những cái cảm hứng cho cái đội ngũ cộng sự của họ. Những cậu ấm cô chiêu của nhiều tỷ phú vì thế cũng không được hưởng những món hời từ tài sản của bố mẹ. Bill Gates chỉ để lại cho các con một phần tài sản nhỏ. Ông muốn con cái hiểu rằng chỉ có tự thân làm việc mới có ý nghĩa. Còn con trai tỷ phú Warren Buffett chia sẻ, người ta vẫn thường chỉ nghĩ rằng con cái sẽ nhận được hàng đống tiền từ cha mẹ tỷ phú. Nhưng thực tế, thứ mà cha tôi cho chúng tôi là các bài học về giá trị cuộc sống. Đó mới thực sự là thứ chúng tôi cần.